Tài liệu nội bộ của Apple tiết lộ kế hoạch hãm hại Qualcomm trong nhiều năm trước đây. Apple đã khởi kiện chống lại Qualcomm vào năm 2017, do nhà sản xuất chip này lợi dụng vị thế độc quyền của mình để ép giá cấp phép các bằng sáng chế công nghệ. Tuy nhiên mới đây, luật sư của Qualcomm cho biết Apple đã lên kế hoạch trước đó nhiều năm để nhằm làm suy yếu đối tác của mình và tạo ra những bằng chứng chống lại Qualcomm trước tòa án. Luật sư Evan Chesler của Qualcomm cho biết, Apple đã lên kế hoạch trước đó 2 năm, tất cả đều đã được tính toán từ trước. Từng bước một, điều đó có nghĩa là Apple đã có một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ nhằm tạo bằng chứng chống lại Qualcomm, chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh pháp lý sẽ nổ ra. Vị luật sư này cũng nắm được bằng chứng là các tài liệu nội bộ của Apple, nó tiết lộ rằng Apple đã đặt ra các kịch bản khi xảy ra chiến tranh pháp lý với Qualcomm từ tận năm 2014, trong đó bao gồm cả kế hoạch bắt đầu khởi kiện khi kết thúc năm 2016 và sẽ hợp tác với Intel để gây sức ép lên Qualcomm, mặc dù thực tế Apple phụ thuộc rất nhiều vào các công nghệ của Qualcomm. Tài liệu này còn tiết lộ kế hoạch tạo bằng chứng chống lại Qualcomm của Apple, đó là hợp tác với một số công ty để cấp phép các bằng sáng chế giá rẻ, sau đó so sánh với giá cấp phép bằng sáng chế của Qualcomm để cho rằng nhà sản xuất chất bán dẫn này đang ép giá quá cao. Trên thực tế, tài liệu nội bộ của Apple cũng thừa nhận các bằng sáng chế giá rẻ này toàn những công nghệ không quan trọng. Trong tài liệu này, Apple thừa nhận các công nghệ của Qualcomm là dẫn đầu trong ngành công nghiệp, nhưng Apple vẫn muốn tìm cách để giảm giá thành cấp phép bằng sáng chế ngay cả khi giá cấp phép bằng sáng chế của Qualcomm không thay đổi trong nhiều năm, khi doanh số iPhone ngày càng tăng mạnh. Apple đã yêu cầu Qualcomm tiếp tục cung cấp các linh kiện quan trọng như chip modem, nhưng đồng thời cũng chỉ thị cho các nhà sản xuất của mình không trả tiền cấp phép bằng sáng chế nữa, sau đó gợi ý cho các nhà sản xuất này để yêu cầu cắt giảm giá thành cấp phép bằng sáng chế, làm ảnh hưởng đến nguồn thu lớn của Qualcomm. Trong khi Apple và Qualcomm đã đạt được thỏa thuận hợp tác mới vào ngày 16 tháng 4 vừa qua, Qualcomm vẫn nền đề phòng và cảnh giác cao độ, bởi trong kế hoạch của Apple vẫn có danh mục thiết kế và sản xuất chip modem. Do đó, Apple hoàn toàn có thể hất cẳng Qualcomm sau khi đã có thể tự sản xuất những con chip modem của riêng mình. Còn hiện tại, Apple chắc chắn vẫn phải phụ thuộc vào Qualcomm để bắt kịp các đối thủ cạnh tranh khác trong cuộc đua 5G.